Cảnh sát Mỹ siết an ninh trước chuyến thăm của ông Zelensky. Cảnh sát thủ đô Washington của Mỹ được cho là đã tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tờ Axios trích dẫn nguồn tin cho biết, cảnh sát Mỹ đang tăng cường an ninh trước chuyến thăm tới Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến sẽ diễn ra hôm 21 tháng 12 theo giờ Mỹ. Trước đó, tờ Punchbowl News cho biết, chuyến thăm đã được lên kế hoạch và chuyến đi của Tổng thống Volodymyr Zelensky phụ thuộc vào vấn đề an ninh. Về lịch trình chuyến thăm Mỹ, dự kiến ông Zelensky sẽ gặp lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia của các đảng Cộng hòa, Dân chủ, đồng thời phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội. Theo CNN, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden để công bố gói viện trợ quốc phòng mới của Washington cho Kiev. Gói viện trợ này có thể bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2. Ông Zelensky thường xuyên trao đổi với các lãnh đạo nước ngoài và người ủng hộ trên khắp thế giới, nhưng chỉ qua điện thoại và phát biểu trực tuyến. Hồi tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ, kêu gọi Washington hỗ trợ thêm cho Kiev và gia tăng cấm vận Nga. Trước đó hôm 20 tháng 12, ông Zelensky đã bất ngờ đến thăm binh sĩ Ukraine ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, hiện là tâm điểm giao tranh, và mô tả nơi này là một pháo đài ở tiền tuyến. Chuyến đi không báo trước diễn ra khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp quan chức quân sự cấp cao trong ngày 21 tháng 12 để đánh giá chiến dịch quân sự ở Ukraine và đặt mục tiêu năm mới. Tên lửa và radar tạo ra sức mạnh áp đảo cho chiến đấu cơ Nga Mặc dù Nga chỉ đạt được một số bước tiến hạn chế trong không chiến, nhưng điều này vẫn không thể làm lu mờ sự thật rằng không quân Ukraine đang phải đối mặt với các đối phương có ưu thế vượt trội. Gần 10 tháng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Cuộc chiến giành quyền kiểm soát không phận dần quyết liệt và chưa bên nào thực sự làm chủ bầu trời, tầm quan trọng của tên lửa và radar. Đánh giá của diện các quân chủng thống nhất hoàng gia Anh Royal United Services Institute Russie về cuộc xung đột cho rằng Nga có nhiều lợi thế về quân số và khí tài, vì thế Ukraine vẫn có thể thua trong cuộc chiến trên không nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây. Mặc dù không quân Nga hạn chế hoạt động trên những vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, một phần do lo ngại rủi ro, nhiều máy bay chiến đấu của Nga vẫn có thể bắn hạ máy bay Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa, trong khi những tên lửa này ngoài tầm bắn của phía Ukraine. Các phi công Ukraine thừa nhận rằng máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga hoàn toàn vượt trội máy bay chiến đấu của không quân Ukraine về mức độ kỹ thuật nhờ được tích hợp radar mảng pha N-011. M3 và N035 Ibis Air. Chúng có khả năng quan sát tầm thấp và dễ dàng phát hiện và bắn máy bay Ukraina dù có rất nhiều chứng ngại trên chiến trường, báo cáo của Russia nêu rõ. Trong một số tình huống, máy bay chiến đấu của Nga bay nhanh và ở độ cao hơn 12.000m, vẫn có thể bắn hạ máy bay Ukraina đang bay tầm thấp để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, chiến đấu cơ của Nga còn được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến như tên lửa không đối không R-771, loại tên lửa hoạt động theo cơ chế bắn và quên có thể tấn công mục tiêu một cách độc lập nhờ hệ thống tìm kiếm radar chủ động. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Ukraine vẫn sử dụng tên lửa R-27 cũ có radar dẫn đường bắn chủ động, đòi hỏi máy bay phải liên tục bám mục tiêu để tên lửa có thể phát hiện được. Do mục tiêu của R-27 cần phải được chiếu sáng liên tục, nên thiết bị cảnh báo radar trên máy bay Nga có thể thông báo cho phi công biết họ đang bị nhắm mục tiêu và phi công sẽ kích hoạt thiết bị ghi nhiễu, phóng mồi nhữ hoặc thực hiện hoạt động lần tránh. Trái lại radar, trên tên lửa R-771 hầu như im lặng và chỉ hoạt động vài giây trước khi chạm đích, khiến các phi công Ukraine khó phát hiện bước xạ radar và không có nhiều thời gian để phản ứng. Trong suốt cuộc xung đột, các máy bay chiến đấu của Nga có thể thường xuyên khóa radar và phóng tên lửa R-771 vào các máy bay chiến đấu Ukraine ở khoảng cách hơn 100 km, báo cáo của Russia cho biết. Mặc dù việc tấn công ở tầm xa như vậy sẽ có xác suất sát thương thấp, nhưng điều đó buộc các phi công Ukraine phải phòng thủ hoặc có nguy cơ bị trúng đạn trong khi máy bay đối phương vẫn nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của họ và chỉ cần dài phát bắn tầm xa như vậy, máy bay Nga coi như đã thành công. Bay thấp để tránh bị phát hiện sẽ làm gia tăng nguy cơ rủi ro mà các phi công Ukraine phải đối mặt vì họ sẽ dễ bị trúng quả lực của Nga phóng từ mặt đất hoặc bị rơi xuống đất. Nga thay đổi chiến thuật trên không. Theo Rusi, thời gian gần đây, Nga được cho là đã thay đổi chiến thuật trên không để giành ưu thế. Moscow đã bố trí máy bay chiến đấu tầm cao, tăng cường thực hiện các cuộc tuần tra. Những cuộc tuần tra này đã được chứng minh mang lại hiệu quả cao khi đối phó với máy bay chiến đấu của Ukraine. Sự kết hợp giữa tiêm kích đánh chặn MiG-31BM và tên lửa không đối không tầm xa R-37M đã gây ra nhiều vấn đề cho Ukraine. Theo báo cáo của Rusi, Nga đã sử dụng máy bay Su-35S và gần đây là máy bay đánh chặn MiG-31BM tiến hành các cuộc tuần tra chiến đấu trên không và bắn hạ một số lượng lớn máy bay tấn công của Ukraine hoạt động gần tiền tuyến, trong khi Kiev không có khả năng bắn trả ở khoảng cách xa như vậy. Tên lửa R-37M có tầm bắn 300 km và không quân Nga được cho là đã phóng 6 tên lửa này mỗi ngày trong tháng 10 giờ qua. Tốc độ cực cao của tên lửa cùng với tầm bắn hiệu quả rất xa và thiết bị tìm kiếm được thiết kế để tấn công những mục tiêu bay tầm thấp khiến máy bay đối phương rất khó lẩn tránh, Russia nhận định. Tuy vậy, Nga dẫn thiếu máy bay tiếp dầu để duy trì các cuộc tuần tra thường xuyên. Nhưng nếu máy bay của Ukraine hạn chế hoạt động vì sợ nguy cơ rủi ro thì điều này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với lực lượng phòng không của Ukraine, khiến họ phải tiêu tốn nhiều tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm xa, cũng như pháo phòng không. Ở giai đoạn đầu xung đột, từng có lo ngại về việc lực lượng phòng không của Ukraine sẽ nhanh chóng bị tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga áp đảo, do phần lớn khí tài phòng không trong biên chế của quân đội Ukraine thừa hưởng từ Liên Xô, trong đó có các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Stela-10, Tunguska, Osa và Tor. Tầm trung Buk gia S-300. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã nhận được nhiều loại vũ khí phòng không khác nhau của phương Tây, mới đe dọa từ tên lửa đất đất không và vũ khí phòng không giác dai của Ukraine, chẳng hạn như tên lửa Stinger đã làm thay đổi hoạt động và hạn chế đáng kể hiệu quả của các phi công Nga, Russia nhấn mạnh. Báo cáo cho biết, kể từ tháng 4, phi công Nga thường tránh tiến sâu vào không phận Ukraine do lo ngại bị tổn thất. Dùng lực lượng phòng không Ukraine đến nay hoạt động khá hiệu quả, nhưng không thể phủ nhận được sức mạnh của không quân Nga. Russia lưu ý bất chấp dòng chảy vũ khí của phương Tây và Ukraine mới đe dọa mà máy bay Nga gây ra đối với các lực lượng cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự của Ukraine dẫn rất lớn. Điện Kremlin lên tiếng thông tin ông Putin đến dùng chiến sự Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đến trụ sở tham mưu chung của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và họp với các tướng lĩnh. RT đưa tin, ông Andrei Gurulev, một tướng và nghị sĩ đã nghỉ hưu của Nga hôm 20 tháng 12 nói rằng Tổng thống Putin đã trò chuyện với từng chỉ huy tham gia chiến dịch khi đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông tin rằng trụ sở này nằm trên lãnh thổ trước đây của Ukraine. Nói về chuyến thăm đến trụ sở tham mưu chung của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống không chỉ nhận báo cáo tình hình mà còn trò chuyện riêng với từng chỉ huy để nắm rõ tình hình đang diễn ra và tình hình sắp tới. Ông Kudulev nói, Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu ông ấy, Gurulev, tới trụ sở ban tham mưu chiến dịch nơi Tổng thống đã tới vào hôm 16 tháng 12 vừa qua, thì đúng là vậy. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin đã đến trụ sở tham mưu chung của lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tại đây, ông đã nhận báo cáo về tình hình chiến trường, họp với các chỉ huy, song không nêu cụ thể thời gian, địa điểm. Trang Ukraine Pravda dẫn nhận định của các phóng viên điều tra tin rằng cuộc họp diễn ra ở thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov, miền nam nước Nga, cách biển Azov khoảng 46 km, Tổng thống Putin phát lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ hôm 24 tháng 2. Đầu tháng này, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin chắc chắn sẽ đến dùng Donbass ở miền đông Ukraine vào thời điểm thích hợp. Đây hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa quân đội hai bên. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã đến Pamut, tỉnh Donetsk, gặp gỡ và trao quân chương cho các binh sĩ.